Vợ ơi, phở bò tái gầu này, vợ ăn đi cho nóng. Em không ăn đồ nước đâu. Bánh mì pate 2 trứng đấy, vợ ăn đi. Khổ lắm. Vợ ơi, bánh chưng gạo nếp nương thơm dẻo lắm, vợ ăn đi. Ăn đồ nếp nóng lắm chồng ạ. Nước không ăn, khô cũng không ăn, thơm dẻo cũng không ăn. Thế vợ muốn ăn gì? Em chỉ thèm ăn ốc thôi. Ăn thêm miếng cà rốt đi con. Ơ kìa, ăn nhanh lên, mẹ nhiều việc lắm, không đợi được đâu. Nhưng mà con không thích ăn cà rốt đâu. Thế bình thường bố vẫn làm cà rốt cho con ăn cơ mà. Nhưng mà bố có làm như thế này đâu. Thế thì gọi bố ông về mà nấu. Bố đây, bố đây. Mẹ nó gọi gì bố đây? Ngủ mà. Con chào bố ạ. Này Đô, con lại làm gì để mẹ giận đúng không? Mẹ cứ ép con ăn cà rốt đi. Con không thích ăn cà rốt, con ly hôn với cà rốt. Em ơi, cái này em phải bào nhỏ ra rồi cắt sợi cà rốt, chứ để nguyên khúc to rồi luộc như thế này ấy, con nó không thích ăn đâu. Không, con không thích ăn cà rốt đâu. Bố mẹ làm như là con cũng không ăn. Con đã bảo con ly dị với củ cà rốt rồi, như bố mẹ đòi ly dị với nhau ấy. Thôi được rồi, bố vừa mò được mỡ ốc, bây giờ bố đi luộc rồi cả nhà mình cùng ăn nhá. Nhưng mà con có thích ăn ốc đâu. Con không thích ăn nhưng mà mẹ thích ăn. Hôm nay mình ưu tiên mẹ trước nhé. Ai thèm. Sao bố đi bắt ốc cho mẹ mà bố vẫn ký đơn ly dị với mẹ là thế nào? Có những chuyện của người lớn con không hiểu được đâu. Con chỉ cần hiểu là này, bố vẫn rất yêu con, và ngày nào bố cũng về đây để nấu cơm cho con ăn, thế là được đúng không? Có mà bố sang đây để luộc ốc cho mẹ ấy. Bố ảnh. Thôi được rồi, thế thì từ mai bố sẽ chỉ về đây để nấu cơm cho con ăn, đồng ý không? Vâng ạ. Đồng ý thì ăn nó đi. Đây, làm miếng trứng sở trường. Đấy. Và thêm miếng cơm. Thế hôm nay em đóng cửa hàng sớm à? Về cho con ăn rồi ra làm tiếp đây. À, thấy bảo cái cửa hàng tóc mới khai trương ấy, nó hết khuyến mại. Thế là khách hàng lại quay về cửa hàng nhà mình à? Cửa hàng nào nhà mình? Cửa hàng của em. Mà anh cho con ăn xong chưa? Con ăn xong rồi. Xong rồi đi về đi. Lần sau cũng đừng tự tiện đến đây nữa. Là cái chợ mà anh thích về thì về, thích đi thì đi. Đây, con to đây. Chê à? Tao không ăn đâu. Sợ không ăn? Chỗ này toàn là ốc nhi đồng. Ăn bọn nó tao thấy tội lỗi lắm. Thì bao nhiêu ốc ông, ốc bà, ốc bố, ốc mẹ, cô gì, chú bác, thằng Tiến nó mang về cho vợ nó hết rồi còn gì nữa. Thôi vì hạnh phúc của bạn, mình chấp nhận tội lỗi một tí vậy. Ơ, tao tưởng mày ngủ lại nhà. Vợ tao không cho ở lại. Mà không cho ở lại mà không biết đường mang ốc về đây để mà ăn. Dối à? Mày nói thế tao cũng dối. Tiến ơi, ra ăn ốc đi. Thôi, để cho nó yên. Ăn đi.